kính chào quý vị, chúc quý vị ngày mới nhiều niềm vui và thành công trong công việc. Bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý. cây chanh ứng dụng công nghệ cao còn thấp so với mục tiêu nghị quyết 11 của tỉnh ủy đề ra. Cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Trong phần tin quốc tế tác động hai mặt của Covid-19 đối với vận tải hàng không châu Âu. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Long An tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cây chanh. Tuy nhiên thì đến thời điểm này, diện tích trồng chanh ứng dụng công nghệ cao vẫn còn thấp so với mục tiêu đặt ra tại nghị quyết số 11 của tỉnh ủy về chương trình phát triển nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Hiện toàn tỉnh có trên 11.000 hecta trồng chanh, tập trung nhiều ở các huyện Bến Lức, Đức Huệ, Đức Hòa, Thủ Thừa và Thành Hóa. Tuy nhiên thì diện tích trồng chanh ứng dụng công nghệ cao chỉ có khoảng 300 hecta đạt 10% so với kế hoạch 3.000 hecta trong chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025. Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ các vùng sản xuất chanh ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch đã được phê duyệt đồng thời xây dựng thêm nhiều chính sách phù hợp để thu hút các doanh nghiệp tham gia sản xuất, bao tiêu sản phẩm qua đó từng bước mở rộng diện tích chanh ứng dụng công nghệ cao và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng, nâng cao thu nhập cho nông dân. Thưa quý vị, thay vì là tưới nước theo kiểu truyền thống, nhiều hộ nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạng đầu tư ứng dụng công nghệ tưới nước tiên tiến, tưới tiết kiệm trên cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Mô hình tưới nước tiên tiến được người trồng thanh long châu thành áp dụng ngày một nhiều, gắn với quá trình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đến nay, toàn quyền có trên 300 mô hình tưới nước tiên tiến, trong đó trong đề án là 34 mô hình, ngoài đề án là 269 mô hình, với tổng diện tích 251 hecta. Hiệu quả của mô hình tưới nước tiên tiến là tiết kiệm được thời gian, giảm công lao động, tiết kiệm điện, nước kết hợp vừa tưới nước vừa bón phân để giảm chi phí đầu tư phân bón, đồng thời giúp cây hấp thu phân bón nhanh hơn, giữ độ ẩm của đất. Kết quả hạch toán hiệu quả kinh tế cho thấy mô hình giúp tiết kiệm 50 đến 80% công lao động và điện năng tiêu thụ, tiết kiệm 10 đến 40% lượng phân bón, lợi nhuận tăng bình quân tăng khoảng 2,5 đến 5 triệu đồng một hectare. Ngoài ra, áp dụng kỹ thuật tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm còn là giải pháp quan trọng để giúp nông dân chủ động thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng thiếu nước do hạn hán xâm nhập mặn mùa khô. Chi cục thuế khu vực Tân Thạnh, Thạnh Hóa đã và đang đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử nhằm giúp cho các đơn vị doanh nghiệp giảm thời gian chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Thời gian qua, Chi cục thuế khu vực Tân Thạnh, Thành Hóa phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân nộp thuế theo phương pháp kê khai và đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của hóa đơn điện tử. Chi cục thuế cũng đã gửi thông báo đến từng doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 của Chính phủ. Đến nay, việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Tân Thạnh được thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Qua đây, tạo sự đồng thuận phấn khởi trong doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh. Sử dụng hóa đơn điện tử góp phần minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh, khắc phục tình trạng gian lận, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và tình trạng làm giả hóa đơn. Chi cục thuế khu vực Tân Thạnh Thanh Hóa đang hưởng ứng phong trào thi đua triển khai thực hiện hóa đơn điện tử của cục thuế tỉnh từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5, quyết tâm sớm đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống thưa quý vị thời gian qua nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện tân trụ đã giúp cho nhiều hộ dân có thêm điều kiện mở rộng sản xuất phát triển kinh doanh tạo việc làm từng bước nâng cao thu nhập ghi nhận của các phóng viên thời sự tại huyện tân trụ nhiều năm liền sản xuất lúa không mang lại hiệu quả cao, ông Mười đã mạnh dạng dai 40 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm để chuyển sang trồng hơn 450 gốc mai này. Với kinh nghiệm sẵn có, ông Mười chọn sẵn các gốc mai lớn về chăm sóc. Nhờ đó mà chỉ hơn một năm, ông Mười đã không những hoàn vốn mà còn kiếm được thêm hàng chục triệu đồng cho gia đình. Thì từ hồi cái chính sách mà 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 hỗ trợ cho gia vốn đó, mà giải quyết việc làm đó, đó thì theo tôi nhận thức thì cái cái tình hình bà con nông dân phát triển được là do cái chỗ ngân hàng chính sách là là khoảng 95% luôn á chứ đừng có nói là nói là vài chục trăm nha. Nói bà con nông dân tại Tân Tây đó. Cách đó không xa, bà Cao Thị Úc cũng chọn cách tiếp cận nguồn vốn dây ưu đãi để mở rộng chăn nuôi. Từng là hộ khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực của bản thân, cộng với việc tận dụng hiệu quả nguồn vốn 40 triệu đồng, nên giờ đây gia đình chị Úc đã có của ăn của để và nuôi được người con trai ăn học thành tài lúc trước là đi đi làm thuê không à, là mướn người ta không à, bấp bênh lắm. Giờ, giờ dai tiền ở ngoài mắt lắm á. Giờ cái nhà 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 nước cho dai nuôi nuôi bò xác định vốn chai và quyết việc làm là một trong những chương trình quan trọng giúp người dân phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, nên phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân trụ đã triển khai đầy đủ, kịp thời giải ngân nhanh đúng đối tượng, đồng thời phối hợp với các ban ngành, hội đoàn thể các cấp để đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người lao động tiếp cận nguồn vốn thuận lợi và sử dụng có hiệu quả. Là nắm được họ em là khoảng bao lâu để bắt con giống hay nuôi như thế nào, rồi họ đoàn thể xuống kiểm tra rồi chỗ đơn vị ở địa phương như là chủ tịch xã là thành viên ban đại diện cũng rất là quan tâm rồi xuống kiểm tra rồi coi các bà con sản xuất sao rồi kể cả là hướng dẫn về cái cái phương án về cái kỹ thuật công nghệ những cái gì mà bà con mà còn thiếu thì là ở địa phương cũng đầu tư để cho bà con đầy đủ những 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 cái kinh nghiệm để chăn nuôi đạt, đạt hiệu quả tốt nhất Tính đến tháng 3 năm 2022, dư nợ cho vay giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyền Tân Trụ đạt hơn 260 tỷ đồng, với hơn 6.100 người lao động được thụ hưởng. Nhờ đó, nhiều lao động đã đầu tư vào các mô hình sản xuất cây ăn quả, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, tạo thu nhập việc làm tại chỗ và phát triển kinh tế gia đình. Chuyển sang những nội dung khác, Thưa quý vị, trong những tuần vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh Nam Bộ ghi nhận tình hình chung đó là khuynh hướng gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết nặng cũng như là ghi nhận những ca tử vong. Ngành y tế dự đoán tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay sẽ diễn biến phức tạp. Tính đến giữa tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 4.500 ca mắc sốt xuất huyết đen ghiêu, trong đó có 109 ca nặng đang điều trị tại các bệnh viện đây là số liệu đáng báo động vì so sánh với năm 2019, năm sốt xuất huyết bùng phát thành dịch với hơn 20.000 ca mắc, thì số ca bệnh nặng cũng chỉ là 38 ca. Với dự báo tình hình sốt xuất, xuất huyết sẽ diễn biến phức tạp trong năm nay, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo bệnh viện bệnh nhiệt đới, bệnh viện nhi đồng 1, bệnh viện nhi đồng 2, bệnh viện nhi đồng thành phố, trung tâm kiểm soát bệnh tật triển khai tập huấn ngay cho các cơ sở y tế. Nhân viên y tế cần được cảnh báo để nhận diện sớm bệnh sốt xuất, xuất huyết tránh bỏ sót gây chậm trễ trong việc điều trị. Các biện pháp dự phòng cần được triển khai ngay, trong đó có biện pháp xử phạt cá nhân, đơn vị không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo nghị định 117. Sở y tế sẽ thực hiện kiểm tra hoạt động phòng chống sốt xuất, xuất huyết tại các quận huyện trong thời gian sắp tới. Trong thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai lực lượng kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn. Qua kiểm tra, đã phát hiện nhiều trường hợp lái xe sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên bản tin tại Đà Nẵng. Tiếp theo là những thông tin trên lĩnh vực du lịch. Thưa quý vị, mới đây, tại thành phố Con Tum, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum, tổ chức diễn đàn du lịch Con Tum, tiềm năng và triển vọng, công bố kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 diễn đàn nhằm tìm các giải pháp phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh cho sự phát triển du lịch Con Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Con Tum có đầy đủ yếu tố về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Con người hiền hòa góp phần kiến tạo nên các sản phẩm du lịch độc đáo. Con Tum không chỉ có vị trí quan trọng về địa lý, mà còn có nhiều di tích, di sản văn hóa có giá trị lớn tại diễn đàn chương trình hợp tác phát triển du lịch của các tỉnh phú yên bình định quảng ngãi đắk lắc gia lai con tum đã được ký kết riêng con tum ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines nhằm phối hợp đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch đầu tư thương mại hàng không điểm đến sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh con tum ký kết hợp tác với hiệp hội du lịch hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh về hỗ trợ khôi phục hoạt động các doanh nghiệp du lịch Đại dịch COVID-19 đã khiến ngành hàng không châu Âu mất đi 10 năm tăng trưởng, song lại góp phần tạo điều kiện để đạt mục tiêu trung hòa khí thải CO2 vào năm 2050. Thông tin này được đưa ra trong dự báo tình hình vận chuyển hàng không 30 năm tới của tổ chức An toàn hàng không châu Âu Eurocontrol. Trước đại dịch, tổ chức An toàn hàng không châu Âu dự báo vận tải hàng không sẽ tăng về cơ bản khoảng 53% lên 16,2 triệu chuyến bay và có thể đạt mức cao nhất là 84% tương đương với 19,5 triệu chuyến bay. 4 năm sau và kèm theo một đại dịch Covid-19, con số 16 triệu chuyến bay một năm vẫn là con số đưa ra trong nghiên cứu dự báo năm 2022 của Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu. Nhưng nó sẽ chỉ đạt được vào năm 2050, tức là chậm lại 10 năm so với phương án cũ. Tuy làm giảm tốc độ tăng trưởng vận tải hàng không mất một thập kỷ, nhưng đại dịch Covid-19 cũng tạo ra một số tác động tích cực. Nguy cơ quá tải cơ sở hạ tầng sân bay vì thế cũng chậm lại. Tổ chức An toàn hàng không châu Âu ước tính trong 30 năm tới, vận tải hàng không châu Âu sẽ thành công trong việc giảm lượng khí thải CO2 rồng bằng 41%, thậm chí chỉ tiêu này có thể lên đến 65% trong trường hợp thuận lợi. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra nhận định rằng châu Âu có thể cầm cự trong 6 tháng nếu không có khí đốt của Nga, nhưng những tác động kinh tế sau đó sẽ nghiêm trọng. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, trong 6 tháng đầu tiên, châu Âu có thể ứng phó bằng các nguồn cung thay thế và sử dụng khí đốt dự trữ. Tuy nhiên, nếu khu vực này bị mất nguồn cung từ Nga cho đến mùa đông và trong một giai đoạn dài hơn, thì những tác động đến nền kinh tế sẽ là đáng kể. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tổng thiệt hại nếu mất nguồn cung dầu mỏ và khí đốt của Nga đối với Liên minh châu Âu là 3% GDP, tùy thuộc vào sự khắc nghiệt của mùa đông. Trước tình trạng này, quỹ tiền tệ quốc tế đã kêu gọi các nước châu Âu cần thực hiện các biện pháp giảm nhẹ tác động, chẳng hạn như giảm mức tiêu thụ để tăng cường dự trữ. Các nước châu Âu đã cân nhắc việc cấm vận năng lượng của Nga đáp trả chiến dịch quân sự của nước này tại Orena, trong khi Nga cũng dừng xuất khẩu để phản ứng trước các biện pháp trừng phạt nhằm vào chính phủ nước này. Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố cần cân nhắc các biện pháp nhằm cắt giảm thuế quan đánh vào hàng hóa của Trung Quốc vì một động thái như vậy sẽ mang lại hiệu quả trong việc hạ nhiệt lạm phát tại Mỹ, vốn đang ở mức cao kỷ lục. Trả lời kênh truyền hình Bloomberg, bà Yellen cho biết Mỹ muốn làm tất cả những gì có thể để kiểm soát lạm phát. Bà Yellen cũng đề cập đến các biện pháp mà Tổng thống Joe Biden đã thực hiện trong việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược và những động thái nhằm giải quyết vấn đề gián đoạn của chuỗi cung ứng. Ngoài ra, bà Yellen cũng cho rằng các giảm thuế cũng là biện pháp đáng cân nhắc với những hiệu quả đáng chú ý. Trước đó, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Dalip Singh cũng cho rằng nước này có thể hạ mức thuế đánh vào các mặt hàng không mang tính chiến lược nhập khẩu từ Trung Quốc như xe đạp hay quần áo để góp phần làm giảm lạm phát. Cao quỹ Liên Hiệp Quốc Dự ngờ Tị Nạn cho biết số lượng người Urena đã rời khỏi đất nước kể từ khi xung đột Nga-Urena nổ ra đã lên tới 5,2 triệu người. Con số này đã tăng gần 30.000 người so với số liệu đưa ra hôm 21 tháng 4. Kể từ đầu tháng 4 đến nay, đã có hơn 1,1 triệu người Urena rời khỏi đất nước. Đáng chú ý, 90% trong số này là phụ nữ và trẻ em, trong khi nam giới từ 18 đến 60 tuổi đủ điều kiện gọi nhập ngũ không thể xuất cảnh. Tổ chức di cư quốc tế của Liên Hiệp Quốc cho biết thêm, 218.000 công dân của các nước thứ ba cũng đã rời Ukraine để sang các nước đáng giềng kể từ khi xung đột bùng phát. Phần lớn những công dân này là sinh viên hoặc người lao động đang học tập và làm việc tại Ukraine. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.